Dịch COVID-19 lây lan nhanh chóng trên toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến những thị trường tiêu thụ thủy sản lớn nhất thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Italia, Tây Ban Nha, Pháp. Chính sách cách ly người dân và giao thông ngưng trệ, cũng như chuỗi cung ứng bị gián đoạn đã khiến thị trường thủy sản biến động mạnh, giá hầu hết các loại sụt giảm. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến hết quý 1 năm 2020, xuất khẩu thủy sản của cả nước đạt hơn 1,54 tỷ đô la Mỹ, giảm 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu sang những thị trường lớn đều giảm mạnh. Thị trường EU giảm mạnh nhất 40%, thị trường Trung Quốc giảm 25%, Hàn Quốc giảm 24%, thị trường Nhật Bản giảm 19%, thị trường Mỹ giảm 8,6%. Hiện thị trường Trung Quốc đã có nhu cầu nhập khẩu trở lại, nhưng đơn đặt hàng không nhiều. Do các cái giãn cách xã hội, do tình hình dịch bệnh dẫn đến là cái khả năng cung cầu và cái khả năng là vận chuyển rồi là tiếp nhận nó có khó khăn. Bên cạnh đó thì cái tác động Covid chúng ta cũng nhìn thấy rất rõ đối với một số cái mặt hàng mà nó phân khúc thị trường cao, ví dụ như tôm hùm, ví dụ như là ốc hương, ví dụ như là cá song, hay là sản phẩm khai thác như con cá ngừ, do cái hệ thống nhà hàng, hệ thống phân khúc của cái thị trường cao cấp nó bị ảnh hưởng, cho nên là cái giá của bà con nó có giảm. Trong bối cảnh đó, Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo các địa phương hướng dẫn bà con giảm mật độ, ứng dụng khoa học kỹ thuật để giảm giá thành và vẫn duy trì chất lượng sản phẩm để phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Cân đối cái thực tiễn sản xuất và cái khả năng tiêu thụ, từ đó là có một cái kế hoạch chủ động trong cái sản xuất cái nguyên liệu để tránh cái rủi ro và tránh cái ồn tứ hàng cho bà con. Đối với lĩnh vực khai thác cũng tương tự như thế, thì cũng có những cái kế hoạch để coi như là từ bà con ngư dân đến với lại các cái cơ sở thu mua chế biến, chúng ta làm cái tổ chức liên kết minh bạch về thông tin về thị trường, chia sẻ thông tin về thị trường và tổ chức sản xuất để chúng ta không bị thụ động trong cái việc là một mặt là chúng ta chống dịch, nhưng một mặt là chúng ta vẫn phải đảm bảo cái sản xuất cái nguyên liệu trong cái thời gian tới. Thực tế cho thấy, trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, ngành thủy sản nước ta vẫn thấy những cơ hội thị trường. Cụ thể như ngành cá tra có thể tận dụng thời cơ cá loại cá thịt trắng khác như cá minh thái, bóc lốc tăng giá mạnh, khiến cho các nhà máy chế biến EU có thể sẽ cân nhắc thay thế một phần bằng cá tra, nhất là khi mà thuế nhập khẩu cá tra từ Việt Nam vào EU giảm từ 5% xuống 0% nhờ EVFTA.